sau vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội trong 2 ngày cuối tuần. Rất nhiều người dân đã đổ xô đi tìm mua các sản phẩm phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ để phòng ngừa rủi ro, bảo vệ tính mạng bản thân và gia đình khi có hỏa hoạn. Chủ một cửa hàng bán đồ bảo hộ lao động trên phố Nguyễn Du, Hà Nội cho biết, các loại thang dây thoát hiểm, bình chữa cháy và mặt nạ chống độc được bán ra tăng gấp 3, 4 so với trước đây, thậm chí một số mặt hàng như thang dây thoát hiểm và mặt nạ chống khói độc còn bị cháy hàng. Mặc dù lượng người mua tăng rất cao nhưng qua tìm hiểu, giá của nhiều loại thiết bị bảo hộ, phòng cháy chữa cháy không tăng quá nhiều so với trước đây. Theo đó, đối với các loại bình chữa cháy, chủ yếu có hai loại là xịt dạng bột và xịt khí CO2 phần lớn có nguồn xuất xứ từ Trung Quốc, được bán với giá 150.000 đến 270.000 đồng một bình xịt dạng bột và 400.000 đến 500.000 đồng một bình xịt khí CO2. Đối với mặt hàng thang dây thoát hiểm dù khá khan hàng nhưng giá cũng chỉ 450.000 đến 500.000 đồng loại dài 5 mét. Trong khi đó, các loại mặt nạ ngăn khói độc cũng chủ yếu nhập khẩu từ Trung Quốc, loại rẻ nhất một phim lọc có giá từ 90.000 đến 100.000 đồng, còn loại hai phim giá 200.000 đến 250.000 đồng một cái. Những ngày tháng 9 vừa qua, Đại tá Nguyễn Việt Hưng, chỉ huy trưởng lực lượng Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại phái bộ UNISFA, APBA đã phối hợp với địa phương, tổ chức đoàn công tác thăm và khảo sát hệ thống các trường học trên địa bàn khu vực APBA để tìm phương án giúp đỡ chính quyền địa phương và các em học sinh bản địa. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn khu vực APBA có khoảng 10 trường học lớn, nhỏ. Trường thấp nhất có gần 200 học sinh ở cách trung tâm APBA 20 km, trong điều kiện đường xá vô cùng khó di chuyển. Trường đông nhất gần 3.000 học sinh, được tập hợp từ 7 trường khác nhau về một đầu mối đào tạo. Số lượng giáo viên trong các trường học tương đối hạn chế, hầu hết là giáo viên tình nguyện từ các quốc gia châu Phi khác, đến hỗ trợ giảng dạy do giáo viên người bản địa ít, trình độ chuyên môn không cao, không đồng đều. Vấn đề nan giải nhất đối với tất cả các trường học ở đây là cơ sở vật chất yếu kém, thiếu thốn phòng học, nhà ăn, nhà vệ sinh. Nhiều trường có số lượng học sinh rất đông, tuy nhiên số phòng học chỉ trên dưới 15 phòng, dẫn đến mỗi lớp học phải chứa ít nhất 100 đến 150 học sinh. Hiện tại, chưa có đơn vị nào công bố đã sở hữu bản quyền truyền hình ASIAD 19 tại Việt Nam, dù đại hội sắp khởi tranh ở Hàng Châu, Trung Quốc. Trước đó, ban tổ chức ASIAD 19 chỉ định tập đoàn truyền thông Trung Quốc làm đài truyền hình chủ nhà cũng như là đơn vị chịu trách nhiệm phân phối bản quyền ASIAD lần này. Trao đổi ngày 17 tháng 9, Tổng thư ký Ủy ban Olympic Việt Nam, ông Trần Văn Mạnh cho biết, các kỳ đại hội thể thao của châu Á ASIAD đều có bản quyền truyền hình. Việc ký kết hay làm việc về bản quyền truyền hình là do các đơn vị làm việc trực tiếp với nhau và đây là những ký kết, nếu có, của hợp đồng kinh tế. Chúng tôi được biết có các quy định về tác nghiệp thông tin đối với các phóng viên, nhà báo, cơ quan báo chí. Khi làm việc ở ASIAD 19 và được ban tổ chức chủ nhà có thông báo ở khu vực trung tâm báo chí quốc tế của đại hội. Hiện tại thẻ phóng viên, truyền hình của các nhà báo, phóng viên, quay phim Việt Nam đăng ký tác nghiệp ASIAD 19 đã được Ủy ban Olympic Việt Nam trả theo đúng quy định. Không có con số thông tin cụ thể nhưng nhiều thông tin chia sẻ rằng phí bản quyền truyền hình ASIAD 19 tại Việt Nam trong khoảng từ 7 tới 15 triệu đô la Mỹ. Thời gian gần đây, hoạt động của Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tiếp tục diễn ra ở nhiều địa phương trong cả nước, gây bức xúc và phẫn nộ trong quần chúng nhân dân, vi phạm các quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, trái thuần phong mỹ tục. Do đó, Bộ Nội vụ đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tăng cường công tác nắm tình hình, phát hiện kịp thời và kiên quyết đấu tranh, xóa bỏ về phương diện tổ chức đối với Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ tại Việt Nam. Văn bản do Thứ trưởng Bộ Nội vụ Vũ Chiến Thắng ký đề nghị các địa phương nếu phát hiện hội thánh trên cần giải tán, thu hồi giấy phép đối với các nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung, không để tổ chức này tái nhóm, hình thành các tụ điểm hoạt động mới. Đồng thời, không chấp thuận đăng ký hoạt động dưới mọi hình thức, bao gồm đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung, thành lập tổ chức phi chính phủ, công ty, văn phòng đại diện, cửa hàng, câu lạc bộ, chương trình ngoại khóa. Ngày 17 tháng 9, Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố, bắt tạm giam ông Vương Minh Trung là chấp hành viên trung cấp, phó chi cục thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một để điều tra về hành vi
thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã tống đạt các quyết định nói trên với ông Vương Minh Trung, thông báo tới Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương và chính quyền địa phương nơi bị can này thường trú. Bước đầu, cơ quan chức năng xác định vụ việc liên quan đến sai phạm trong một vụ việc thi hành án mà ông này phụ trách thời gian gần đây.